dân tệ để phát triển hệ sinh thái côn bằng. Nguồn tin từ Huawei Việt Nam cho biết, Huawei sẽ công bố cơ sở hệ sinh thái Kunpeng, côn bằng, và giới thiệu sự phát triển 5G mới nhất tại Thành Đô, Trung Quốc, trong sự kiện ngày sáng tạo châu Á, Thái Bình Dương vào mùng 3 tháng 9 tới đây, để thúc đẩy hệ sinh thái ngành Kunpeng. Huawei có kế hoạch đầu tư 3 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới. Đồng thời, công ty cũng xây dựng một cộng đồng Kunpen trực tuyến cung cấp các thư viện, các trình biên dịch, các bộ công cụ và các hệ điều hành nguồn mở giúp các đối tác và các nhà phát triển nhanh chóng tiếp cận các năng lực liên quan đến hệ điều hành, trình biên dịch, chuyển đổi và tối ưu hóa ứng dụng để cùng nhau xây dựng, chia sẻ và giành chiến thắng trong kỷ nguyên điện toán mới. Ngày sáng tạo châu Á Thái Bình Dương năm nay diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 9 tại Thành Đô sẽ tập trung vào các ứng dụng sáng tạo và có ý nghĩa của các công nghệ tiên tiến như 5G, trí tuệ nhân tạo AI và cách các công nghệ này có thể thúc đẩy sự tiến bộ trong mọi lĩnh vực của con người. Tại sự kiện này, các chuyên gia các nhà đổi mới sáng tạo, các học giả và nhà hoạch định chính sách sẽ thảo luận về cách chúng ta nên sử dụng công nghệ để tái hiện lại môi trường của chúng ta. Đến nay, Huawei đã ký kết và triển khai 50 hợp đồng thương mại 5G và đã vận chuyển hơn 150.000 trạm gốc đến các thị trường trên toàn thế giới.